ta sẽ đến với khổ thơ thứ 7 để thấy rằng tất cả cái son sắt thủy chung mà người phụ nữ đã thể hiện, đã bộc lộ, đã khẳng định trong khổ 6 sẽ được soi chiếu như thế nào trong cái hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu song hành giữa sóng và em trong bài thơ này. Em nghe cô đọc khổ thơ thứ 7 và hãy quan sát cho cô cái mối quan hệ, có thể nói là cái sự vận động của hai hình tượng sóng và em, cũng như là cái mối quan hệ của ba khổ thơ 5, 6, 7. Ba khổ mà nội dung chúng ta đã nhìn thấy đó là tình yêu thông qua sóng để tự biểu hiện. Nhưng cái sự di chuyển của hình tượng thơ, cái hình tượng sóng và em được di chuyển một cách rất linh hoạt và rất tinh tế trong ba khổ này. Ta thấy là khổ 5 có sóng và em. Bốn câu trên là sóng, hai câu dưới là em. Đến khổ 6, khi người phụ nữ trong Xuân Quỳnh thể hiện cái son sắt thủy chung, khẳng định cái son sắt thủy chung của mình trong tình yêu, thì chỉ có em mà không có sóng. Và bây giờ tới khổ 7, ta lại thấy chỉ có sóng mà không có em. Vậy thì ở đây, cái sự di chuyển, cái sự vận động, cái song hành giữa hai hình tượng này có mất đi không? Thì chúng ta thấy rằng tuyệt đối không hề mất. Nhưng như đã nói từ ở phần khái quát của bài thơ, đó là hai hình tượng này nó vận động song hành với nhau. Nhưng khi thì phân đôi để soi chiếu sự tương đồng, khi thì hòa nhập để âm vang cộng hưởng. Và chúng ta phải tìm ra được cái hòa nhập ấy, cái soi chiếu ấy trong sự di chuyển vận động của hai hình tượng thơ. Ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Thế thì có thể thấy rất rõ cái mối quan hệ ở đây, cái quan hệ của ba khổ thơ. Đây là điều đầu tiên mà em nên nhận xét. Ba khổ thơ 5 và 6, 7 nó có một cái mối quan hệ như thế nào? Khổ thơ thứ 7 này nó dường như là đích đến của khổ 5. Như vậy khổ 7 là đích đến của khổ 5. Và cô sẽ chỉ cho các em rõ điều đó, đích đến của khổ 5. Trong khổ thơ thứ 5, con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được. Thì khổ 5 là sóng nhớ bờ. Nhưng tới khổ 7 thì nhà thơ đã có một cái khẳng định trong câu 3 của khổ 7. Con nào chẳng tới bờ. Như vậy là sóng nhớ bờ đã di chuyển thành sóng tới bờ. Một cái đích đến thật có hậu, thật viên mãn, thật tuyệt vời cho tình yêu. Nếu như sóng ở đây thực sự luôn luôn là sự biểu hiện, là hình ảnh ẩn dụ cho em, trái tim của người phụ nữ, tình yêu của người phụ nữ. Thì như vậy ở đây, thứ nhất khổ 7 là đích đến của khổ 5, bởi con sóng nhớ bờ đã trở thành con sóng tới bờ. Thứ hai là chúng ta thấy rằng là cái khổ 6, nhà thơ khẳng định dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Thì cái xúc cảm, cái tâm tư, cái tâm nguyện của người phụ nữ son sắt thủy chung trong tình yêu ấy đã được soi chiếu bởi những cái hiện tượng khách quan của thiên nhiên, vũ trụ, của đất trời, của sóng gió biển khơi. Ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó. Nếu như người phụ nữ thì chúng ta thấy rằng là dẫu xuôi về phương Bắc hay ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ, thì ở đây con sóng nào, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Như vậy ở đây cái khổ 7 lại là sự ứng chiếu, sự kiểm chứng cho khổ 6. Nếu như khổ 6 đó là em luôn hướng về phương anh, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương, dẫu cứ mênh mông trời đất với Bắc Nam Đông Tây, thì nơi nào em chỉ nghĩ một phương thôi, đó là phương có anh. Thì đến khổ 7, trăm ngàn con sóng ở giữa mênh mông đại dương, nhưng con sóng nào cũng sẽ hướng vào bờ. Như vậy sóng hướng vào bờ, em hướng tới anh. Vậy là chúng ta thấy cái mối quan hệ thật thú vị, thật kỳ diệu, thật tinh tế trong ba khổ thơ này. Khi khổ 7 là đích đến của khổ 5, gợi ra một cái cảm giác của niềm tin. Và khổ 7 lại là sự ứng chiếu, sự kiểm chứng
cho khổ sáu. Em nhớ tới anh, hướng về anh, con giống như con sóng, mọi con sóng đều hướng vào bờ, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy ở đây trong cái khổ sáu thì ta không dừng lại trong cái việc là khám phá và chỉ ra cái mối quan hệ giữa ba khổ thơ, mà chúng ta, cô muốn các em đến với một cái điều này nữa, một cái xúc cảm, một cái sự gửi gắm rất tinh tế và rất sâu sắc của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ở đây chúng ta hãy quan sát hai câu thơ cuối. Hai câu đầu thật ra nó chỉ để thể hiện một lần nữa cái mênh mông của trời đất, của không gian, của cuộc đời. Cái mênh mông ấy, giữa cái mênh mông của trời đất, không gian, cuộc đời ấy, nếu như khổ sáu đó là xuôi về phương Bắc, ngược về phương Nam, Nam Bắc Đông Tây, lòng em chỉ duy nhất hướng về phương Anh, thì ở đây một lần nữa lại kiểm chứng lại, ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng với gió ấy, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Ý thơ có thể nói là gần như giống hệt nhau trong cái sự soi chiếu tương đồng, trong sự ứng chiếu tương đồng. Thế nhưng vẫn có một cái điểm khác nhau cơ bản. Cái so sánh ở đây có một nội dung thứ hai, đó là so sánh sự khác nhau giữa hai khổ thơ 6 và 7. Ở đây, thứ nhất, chúng ta quan sát lại khổ 6. Cô sẽ nhắc lại với các em những câu thơ mà chúng ta cần so sánh với khổ 7. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Thế thì toàn bộ bốn câu thơ ở khổ 6 nó tạo ra hai vế của một câu ghép. Và cái câu ghép này chúng ta có thể thấy rằng nó bắt đầu bằng cái cấu trúc dẫu. Dẫu A nhưng vẫn B, hoặc B vẫn. Đấy là một cái cấu trúc của câu ghép trong tổng thể toàn bộ ta rút ra từ khổ 6. Dẫu ở đây, cái A ở đây đó là tất cả trùng điệp những khó khăn cách trở xa xôi, phương Bắc phương Nam xa xôi, xuôi Bắc ngược Nam, éo le oái oăm nghịch lý cách trở. Dẫu tất cả những cái khó khăn, những éo le, những cách trở ấy, thì chúng ta thấy rằng là dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nhưng nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Dẫu, và ở đây chúng ta thấy là nhưng, ta có thể điền vào đây cái từ dẫu này là từ ở trong khổ thơ, còn từ nhưng đó là cái từ mà chúng ta hình dung trong tâm thế của một câu ghép chính phụ. Dẫu khó khăn như thế, dẫu cách trở như thế, nhưng em vẫn chỉ duy nhất hướng về một phương anh. Thì đây chính là cái sự khẳng định đinh ninh, chắc chắn, không thay đổi. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái quyết tâm ở đây nó thuộc về chủ quan của trái tim người phụ nữ thủy chung son sắt. Mà chủ quan trái tim mình thì người phụ nữ hoàn toàn có thể khẳng định một cách chắc chắn đinh ninh trong một cái cấu trúc nó rắn đanh lại một cách sắt đá nhất. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nhưng nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Tuy nhiên, khổ 7 thì có một cái sự thay đổi nho nhỏ, cũng không nhỏ lắm mà. Và trong khổ 7, ta hãy, các em hãy quan sát cho cô hai câu cuối. Con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Ở đây, tức là trong cái khổ 7 ấy, thì ta có cảm giác đây là một cái câu, vẫn là một câu ghép. Hai câu cuối của khổ 7 vẫn đưa đến cho chúng ta cái cảm hệ nhận, cái hình dung về một cấu trúc ý nghĩa của câu ghép chính phụ. Dẫu, nhưng, tuy nhiên, đây là một cấu trúc đảo. Con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Nếu là một câu ghép xuôi ấy, thì phải là dù muôn vời cách trở, nhưng con nào chẳng tới bờ. Thì ở đây là một cái cấu trúc đảo của một cái câu ghép chính phụ với cái cấu trúc giống hệt như khổ 6, đó là dẫu, nhưng, dù, nhưng. Ở đây câu ghép chính phụ dù A nhưng B. Thế thì ở khổ 6 là dẫu, dẫu khó khăn, dẫu xa xôi, dẫu nghịch lý, dẫu oái oăm, nhưng nơi nào em nghĩ đến anh.
Và nhà thơ để cho cái câu ghép ấy như cô đã nói vừa rồi, tức là để cho câu ghép nó xuôi, nó thuận. Bởi vì cái xuôi và thuận ấy tất cả phụ thuộc vào trái tim em, sự thủy chung của em. Mà trái tim em thì em làm chủ nó rồi. Và vì thế cho nên em hoàn toàn khẳng định đinh ninh sắt đá. Nhưng ở khổ này thì chúng ta thấy rằng để một cái con thuyền có thể tới với bến bờ, để con sóng có thể vào được bờ, phải vượt qua bao nhiêu cái khó khăn, cái trắc trở, cái xa xôi. Và chúng ta thấy rằng ở đây, để con sóng có thể tới bờ, để tình yêu của anh có thể tới với em, hoặc ngược lại, chúng ta phải vượt qua bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái trắc trở. Và những cái khó khăn trắc trở ấy nó thuộc về khách quan. Lòng em nghĩ nó là cái chủ quan thì em tin, em khẳng định được. Nhưng cái khách quan làm sao em có thể nắm trong bàn tay. Và vì thế cho nên hai câu cuối của khổ 7 vẫn khẳng định một niềm tin sắt đá vào cái đích đến cuối cùng. Đó là con nào chẳng tới bờ. Em chú ý cho cô, đây là một cái cấu trúc nghi vấn nhưng khẳng định. Con nào chẳng tới bờ, tức là con nào cũng sẽ tới bờ, dù muôn vời cách trở. Thì ở đây ta thấy rằng cái cấu trúc đảo này đã đem đến cho chúng ta vẫn là khẳng định một niềm tin vào đích đến cuối cùng của tình yêu. Những con sóng tới bờ, tình yêu sẽ tới với nhau, sẽ đến với nhau trong một cái đích đến thật tốt đẹp. Khẳng định niềm tin vào đích đến tốt đẹp của tình yêu. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng là khi nhà thơ đảo lại như thế này thì hình như ý thơ nó mong manh hơn một chút. Bởi những trải nghiệm đắng cay, bất hạnh của người phụ nữ đã trải qua bao nhiêu cái bầm dập đau đớn trong tình yêu, bao nhiêu cái bi kịch trong tình yêu. Thì bây giờ ta thử đảo lại một chút. Dù muôn vời cách trở, con nào chẳng tới bờ. Ý thơ ở đây, cái sự khẳng định ở đây chắc chắn sắt đá giống như khổ 6. Giống như nơi nào em nghĩ hướng về anh một phương, dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nhưng nơi nào em sẽ nghĩ đến anh. Sự khẳng định rất chắc chắn. Và nếu như bây giờ chúng ta cũng dùng một cấu trúc đảo như thế, thì ý thơ, cái sự khẳng định ở đây rất chắc chắn, cái cảm giác rất có hậu khi hai chữ tới bờ kết thúc cho khổ thơ, cho ý thơ. Nhưng ở đây lại là hai chữ cách trở. Hình tượng thơ, ý thơ ở đây kết lại bằng cách trở. Thì chúng ta có một cái cảm giác nó không có cái chắc chắn của cái cảm giác kết thúc có hậu nữa. Ý thơ đem đến một cái gì đấy nó mong manh hơn. Và cô cứ hình dung sau tất cả những cái sự khẳng định này, ở ngoài kia đại dương có trăm ngàn con sóng đó, con nào rồi cũng tới bờ. Cái ý khẳng định ấy được hiện lên trong một cấu trúc nghi vấn, con nào chẳng tới bờ. Nhưng ngay sau đó thì hình như lại nhớ ra trùng điệp những khó khăn, trùng điệp những cách trở, trùng điệp những xa xôi éo le của cuộc đời, của tình yêu. Và vì thế cho nên người phụ nữ trong Xuân Quỳnh nói thêm một câu như để tự dặn lòng, dù muôn vời cách trở. Cho nên cái niềm tin vào đích đến tốt đẹp của tình yêu nhưng vẫn song hành với một cái chút mong manh. Và cái lời khẳng định cuối cùng, con nào chẳng tới bờ, với cái câu cuối dù muôn vời cách trở, như một cái lời tự dặn lòng về tất cả những cái cách trở trong cuộc đời, những khó khăn trong cuộc đời, trong tình yêu. Và đó chính là cái dặn lòng của một con người có quá nhiều những trải nghiệm đắng cay. Tuy nhiên ở đây ta thấy rằng trải nghiệm đắng cay như thế, trái tim bầm dập bởi những đau đớn như thế, vậy mà Xuân Quỳnh vẫn thể hiện được niềm tin vào tình yêu. Cái niềm tin vào cái đích đến tốt đẹp cuối cùng của tình yêu, thì cái niềm tin ấy nó tuy có vị đắng của trải nghiệm, nhưng càng vì thế nó càng trở nên đáng quý hơn, đáng trân trọng hơn. Một niềm tin không dễ dãi, một niềm tin không ảo tưởng, một niềm tin sau tất cả những đắng cay của cuộc đời. Thì như vậy đó là cái nội dung của khổ 7. Nhà thơ đã qua sóng mà thể hiện cái niềm tin mãnh liệt vào tình yêu.
một niềm tin như cô nói là có vị đắng của trải nghiệm, có cái vị đắng của những cái bầm dập đau đớn mà từng trải qua trong cuộc đời, trong tình yêu của mình. Và chính cái vị đắng ấy, chính những trải nghiệm ấy khiến cho niềm tin của Xuân Quỳnh và tình yêu càng đáng quý hơn nhé. Thì đó chính là nội dung của khổ 7. Và bây giờ cô sẽ cùng với các em quan sát lại toàn bộ cái phần này. Trong cái phần thứ hai của bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, đó là chúng ta đã tìm hiểu ba khổ tiếp. Ba khổ thơ này, tình yêu đã thông qua sóng để tự biểu hiện lần lượt những xúc cảm, những phẩm chất. Đó là nỗi nhớ, những dự cảm lo âu. Đó là sự thủy chung son sắt và tình yêu. Và cuối cùng, đó là niềm tin bất diệt. Niềm tin chắc chắn vào cái đích đến tốt đẹp cuối cùng của tình yêu, bất chấp tất cả những trải nghiệm đắng cay. Chúng ta sẽ sang tới hai khổ thơ cuối cùng. Và để cảm nhận được cái khao khát mãnh liệt của Xuân Quỳnh, của người phụ nữ trong tình yêu như thế nào, chúng ta sang hai khổ cuối. Chúng ta sẽ đến với khổ thơ thứ 7. Và các em sẽ nghe cô đọc. Và trong khi nghe cô đọc thì cô muốn các em có một cái suy nghĩ và so sánh cái sự di chuyển của hình tượng thơ, của ý nghĩa hình tượng thơ trong ba khổ 5, 6 và 7. Thì chúng ta thấy là trong khổ 5, cả ba khổ 5, 6, 7 này đều giống như là trong toàn bài, thì đều có cái sự di chuyển rất linh hoạt và rất tinh tế trong cái hai hình tượng cặp đôi, sóng đôi, đó là Sóng và Em. Thế thì ta thấy là trong khổ 5 có cả Sóng và Em. Đến khổ 6 thì lại chỉ có Em thôi, không thấy Sóng. Và tới khổ 7 thì ta lại chỉ thấy Sóng mà không có Em. Tuy nhiên, điều này chúng ta đã làm rõ ở cái phần kết cấu hình tượng, ở phần khái quát đầu tiên của bài. Thì chúng ta thấy rằng là hai hình tượng Sóng và Em nó luôn song hành, ứng chiếu với nhau. Nhưng khi thì nó phân đôi để soi chiếu sự tương đồng, khi thì hòa nhập để âm vang cộng hưởng, và nó luôn hiện hữu trong nhau hoặc bên nhau nhé. Thế thì bây giờ các em nghe cô đọc đã. Ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Ta có thể thấy rất rõ một cái điều đầu tiên này, đó là cô muốn các em có một cái nhận xét về cái quan hệ của ba khổ thơ 5, 6, 7. Chỉ ra được cái mối quan hệ này sẽ là một, chính nó cũng là một cái sự phân tích, một cái nhận xét rất thú vị về cái sự di chuyển hình tượng ở đây. Thứ nhất là em có thể thấy rằng trong khổ 7, con nào chẳng tới bờ chính là những con sóng rào rạt hướng về bờ, chắc chắn sẽ tới với bờ. Và như vậy cái câu thơ này không thể không khiến chúng ta liên tưởng tới câu thơ trong khổ 5. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được. Con sóng trong khổ 5 còn rất xa bờ, và vì thế cho nên thao thiết nhớ về bờ. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây cái khổ 7 có thể coi là đích đến của khổ 5. Vì sao? Thì như cô vừa nói, trong khổ 5 là con sóng nhớ bờ. Khi mà con sóng nhớ bờ nghĩa là con sóng vẫn xa cách với bờ. Ôi con sóng nhớ bờ cho nên ngày đêm không ngủ được. Nhưng mà tới khổ 7 thì con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Thì những con sóng ở đây đã là con sóng tới bờ. Từ nhớ bờ đến tới bờ, ta đã thấy một cái đích đến thật tốt đẹp, thật viên mãn, thật có hậu, thể hiện cái niềm tin vào sự tốt đẹp cuối cùng của tình yêu. Thì như vậy, khổ 7 có thể coi là đích đến của khổ 5. Thế còn cái mối quan hệ giữa khổ 7 với khổ 6 thì sao? Chúng ta lại tiếp đến khổ 7 và khổ 6. Trong khổ 6, dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nhà thơ đưa ra những cái không gian mênh mông cách trở xa xôi, và sau đó là một lời khẳng định về cái sự thủy chung son sắt. Khổ 6, sự thủy chung son sắt của người phụ nữ trong tình yêu. Nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Như vậy là ở đây ta thấy khổ 6, trong khổ thơ 6 ấy, thì ta thấy rằng là em giữa mênh mông bao nhiêu không gian luôn luôn nghĩ về anh. Chỉ luôn luôn hướng về anh, nghĩ về anh,
Phương Anh, Phương có người yêu dấu. Và tới khổ 7 thì chúng ta thấy rằng là không còn là em nữa với anh nữa, mà lại mượn hình tượng sóng và bờ. Ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó, ta lại thấy những không gian mênh mông. Giống như với con người là ngược nam xuôi bắc, thì con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương, em luôn hướng tới anh. Giống như mọi con sóng thì con nào chẳng tới bờ. Con sóng nào cũng sẽ hướng tới bờ. Em hướng tới anh giống như những con sóng hướng tới bờ. Giữa cái ngược xuôi nam bắc của cuộc đời, lòng em luôn hướng tới anh. Giữa đại dương mênh mông, con sóng nào cũng sẽ hướng vào bờ, con sóng nào cũng sẽ hướng tới bờ. Vậy là khổ 7, chúng ta thấy nếu như khổ 7 là đích đến của khổ 5 thì khổ 7 lại là sự kiểm chứng cho khổ 6. Mượn cái hình tượng khách quan của thiên nhiên vĩnh hằng, bất biến, vĩnh cửu để kiểm chứng, để làm ra một cái ứng chiếu song hành cho lòng em trong khổ 6, cho cái sự son sắt thủy chung của em trong khổ 6. Em hướng về anh giống như những con sóng hướng về bờ. Thì đó là một cái nội dung thứ nhất mà các em cần phân tích. Cái phân tích này ở đây không chỉ dừng lại trong nội bộ của khổ thơ, mà chúng ta đã mở rộng ra trong cái liên tưởng về ý nghĩa, sự di chuyển về ý nghĩa trong ba khổ thơ. Thì đấy là ý thứ nhất. Chúng ta sẽ đến với một cái nội dung thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể hơn vào khổ 7. Nhưng trong trường hợp này, trong cái ý thứ hai này, thì cô muốn chúng ta phân tích khổ 7 trong sự so sánh với khổ 6. Thì ý thứ hai là cô muốn các bạn so sánh giữa khổ 7 với khổ 6. Bây giờ trước hết là chúng ta có thể thấy là trong khổ 6, các em nhớ lại cái khổ 6 chúng ta vừa học. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam. Nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ta thấy rằng toàn bộ 4 câu thơ trong khổ 6 hình thành một cái cấu trúc của một câu ghép chính phụ. Tức là một cái câu ghép chính phụ với cái thứ tự sắp xếp, đó là xuôi chiều. Theo cái cấu trúc mà ta có thể dựng lại một cái cấu trúc như thế này. Dẫu, tất cả cái dẫu này, đằng sau cái chữ dẫu ấy là những khó khăn cách trở, xuôi về phương Bắc, ngược về phương Nam. Và chúng ta có thể thấy là nếu từ dẫu là nó hiện hữu ở trong hình tượng thơ, trong khổ thơ 6, thì ở đây ta phải bổ sung thêm một từ giả định ở bên ngoài. Nhưng em vẫn, lòng em nghĩ đến anh cả trong mơ còn thức. Thì như vậy ở đây là một cái câu ghép chính phụ. Và cái câu ghép chính phụ này thể hiện, khẳng định một cái sự son sắt thủy chung, đinh ninh, không thay đổi trong lòng em. Thế thì như vậy ở đây ta thấy rằng là cái ý thơ ở đây là một cái sự khẳng định rất chắc chắn. Cái khẳng định chắc chắn đấy được thể hiện trong cấu trúc điệp cú pháp mà chúng ta đã phân tích ở khổ 6 rồi. Và cái hình ảnh cuối cùng trong khổ 6 đó là nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Cái gì đó nó chắc chắn, nó sắt đá, nó đinh ninh, không thể thay đổi. Bởi vì sao? Bởi vì cái son sắt thủy chung đó là trong lòng em, do chủ quan của em quyết định. Và cái chủ quan ấy, cái son sắt thủy chung ấy, chỉ có mình em quyết định thôi, nó sẽ bất biến, nó sẽ vĩnh hằng, nó không bao giờ thay đổi. Và vì thế cho nên người phụ nữ có thể khẳng định cái son sắt thủy chung của mình trong một cấu trúc của câu ghép chính phụ chắc chắn đinh ninh. Nhưng mọi điều không diễn ra như thế, không chắc chắn đinh ninh đến như thế ở khổ 7. Bây giờ chúng ta hãy quan sát cái khổ 7. Ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ. Ta hãy dừng lại ở câu 3. Con nào chẳng tới bờ. Thì thứ nhất ở trong cái câu 3, chúng ta có thể chú ý cái câu thơ thứ 3. Con nào chẳng tới bờ là một cấu trúc nghi vấn phủ định. Con nào chẳng tới bờ. Ở đây cấu trúc nghi vấn phủ định.
cái nghi vấn phủ định thì tất nhiên cuối cùng là để khẳng định. Là với ý nghĩa đó là con nào cũng sẽ tới bờ. Nhưng cái nghi vấn phủ định ấy nó sẽ làm tăng thêm, nó sẽ hé mở một cái cảm giác, một cái tính chất tranh biện, tranh luận trong câu thơ. Như vậy, cái nghi vấn phủ định này nó đem đến một cái tính chất tranh biện. Cô sẽ giải thích điều này. Với cái câu thơ con nào chẳng tới bờ, ta thấy tính chất tranh biện, tranh luận rất rõ nét. Nhưng ai tranh luận với ai đây? Chúng ta có thể cảm thấy ở đây hình như trong hình tượng thơ, chúng ta lại thấy một lần nữa là ý tại ngôn ngoại. Trong câu thơ thì chỉ có 5 chữ con nào chẳng tới bờ. Nhưng nhà thơ, cái tính chất tranh biện được hiện hữu trong cái cấu trúc nghi vấn phủ định khiến cho chúng ta hình dung có hai cái tôi của Xuân Quỳnh. Nhá. Cái tranh biện giữa hai cái tôi. Một cái tôi thứ nhất đó là cái tôi của những trải nghiệm. Cái tôi của biết bao nhiêu những lần bầm dập đau đớn trong những bi kịch của tình yêu. Và cái tôi ấy hiểu rằng để con sóng có thể tới bờ, để em có thể tới anh, để tình yêu của anh có thể đến với em, mang đến hạnh phúc, tình yêu cho em, điều ấy khó vô cùng. Cái sự tới bờ ở đây khó vô cùng. Chúng ta lại chú ý đến hai chữ tới bờ, cái đích đến tuyệt vời, tốt đẹp của tình yêu. Thế nhưng có một cái tôi trong Xuân Quỳnh, cái tôi ấy là cái tôi đầy trải nghiệm đắng cay. Hình như cái tôi ấy hiện lên với những mong manh, với những dự cảm, với một thoáng như nghi ngờ. Và lập tức có một cái tôi khác tranh cãi, tranh luận, tranh biện, phủ định cái điều đó. Con nào chẳng tới bờ chứ. Vậy thì ở đây bên cạnh cái tôi trải nghiệm với những đắng cay, với những mong manh bất ổn, với cái thoáng nghi ngờ về cái sự tốt đẹp cuối cùng rất có hậu của tình yêu, thì lại có một cái tôi khác, đó là cái tôi tin tưởng mãnh liệt vào tình yêu. Và cái tôi ấy khẳng định con nào chẳng tới bờ. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái trải nghiệm kia đã khiến cho cái tôi của tin tưởng này có thêm một cái câu 4 như để tự dặn lòng. Cho nên cái câu 4 này như là một lời tự nhủ, như một lời tự dặn lòng mình. Hãy tin vào tình yêu. Chúng ta thấy rằng là cái câu thơ thứ tư như một lời tự nhủ, như một lời tự dặn chính lòng mình. Con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Từ cuối cùng trong khổ thơ không phải là tới bờ, mà là cách trở. Ở đây ta có thể thấy rằng đây chính là một cái lời nói, dường như nói thêm. Một cái cấu trúc cú pháp mà của một câu ghép chính phụ, vẫn là một câu ghép chính phụ đấy. Con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Thế nhưng nếu mà bây giờ ta chỉ cần xoay lại một chút, dù muôn vời cách trở, con nào chẳng tới bờ, ý thơ sẽ rất thuận, sự khẳng định sẽ chắc chắn, đầy lý trí. Nhưng đây là một cấu trúc đảo. Các em chú ý, một cấu trúc đảo khiến cho cái lời dặn lòng này nó đưa đến cho chúng ta một ý nghĩa thật cảm động. Hãy tin vào tình yêu. Hãy tin vào đích đến tốt đẹp cuối cùng của tình yêu. Tuy nhiên, đừng bao giờ ngây thơ ảo tưởng vào sự dễ dàng của tình yêu. Như vậy, niềm tin có vị đắng của trải nghiệm. Nhưng chính vì thế, nó không dễ dãi và nó đáng quý, đáng trân trọng vô cùng. Thì như vậy khổ 7, thông qua tất cả những cái so sánh ấy, ta có thể khẳng định được cái nội dung của khổ 7 đó là nhà thơ đã thể hiện một cái niềm tin vào đích đến cuối cùng tốt đẹp của tình yêu. Nhá. Thì như vậy là trong cái khổ 7 này, các em sẽ chú ý cho cô hai ý phân tích cơ bản. Ý thứ nhất là em so sánh cho cô cái mối quan hệ ý nghĩa giữa ba khổ 5, 6, 7. Và ý thứ hai, đi sâu vào phân tích thì chúng ta dừng lại phân tích câu 3. Với cái cấu trúc tranh biện, từ cái nghi vấn phủ định dẫn đến cái tính chất tranh biện giữa hai cái tôi. Đấy. Và có một khi nếu như bên cạnh có một cái tôi trải nghiệm thấp thoáng
những cái trăn trở về đích đến tốt đẹp của tình yêu, thì cái tôi tin tưởng vào tình yêu lại khẳng định. Tuy nhiên, cái sự khẳng định này đặt trong một cấu trúc, một câu ghép chính phụ, nhưng đã có một cái cấu trúc đảo. Đấy. Là A dù B. Nhé. Thì với cái cấu trúc đảo này, cái niềm tin không dễ dãi. Cái niềm tin không ảo tưởng. Cái niềm tin có vị đắng của trải nghiệm. Cái niềm tin sau tất cả những cái bầm dập đau đớn, cho nên thật đáng quý, thật đáng trân trọng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu toàn bộ ba khổ thơ tiếp của bài Sóng. Ba khổ này, tình yêu đã thông qua sóng để tự biểu hiện. Biểu hiện nỗi nhớ, những dự cảm, sự son sắt thủy chung, và cuối cùng đó là niềm tin sắt đá và tình yêu. Chúng ta sang hai khổ thơ cuối cùng. Chúng ta sẽ đến với hai khổ thơ cuối và sẽ quan sát tiếp xem trong hai khổ thơ cuối này thì cái sự song hành giữa sóng và em lại được hiện lên như thế nào và gợi mở ra những cái suy ngẫm nào, những cái xúc cảm như thế nào trong tình yêu của người phụ nữ. Chúng ta đến trước hết với khổ thơ thứ 8. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Ở đây trong cái khổ 8 này, cô sẽ tách ra thành một số cái cặp phạm trù. Và từ những cái phạm trù ấy, chúng ta sẽ suy ngẫm xem Xuân Quỳnh đã đưa chúng ta đến với những cái chiêm nghiệm, những cái cảm giác, những cái suy ngẫm như thế nào. Ở đây ta thấy có hai cái phạm trù cơ bản về thời gian và không gian. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Như vậy là ở đây ta thấy có hai cái cặp phạm trù. Mà nếu như ta đi theo hàng ngang, cuộc đời năm tháng, đó là nói về thời gian. Cái phạm trù thứ hai đó là biển và mây trời, đó là gợi đến không gian. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Như vậy là đây là hai cái phạm trù thời gian và không gian. Những cái phạm trù mà đã từng ra diết trong những cái suy ngẫm, những cái chiêm nghiệm của Xuân Diệu, của Huy Cận ngày xưa. Và nối tiếp những cái suy ngẫm ấy thì Xuân Quỳnh lại đem đến cho chúng ta tiếp tục những cảm nhận theo những cái suy ngẫm từ muôn đời. Nếu mà chúng ta đi theo cái chiều dọc thì chúng ta sẽ thấy thấp thoáng hiện ra trong những cái dòng thơ của Xuân Quỳnh, những cái cảm nhận về thời gian và không gian. Nó nối tiếp những cái cảm nhận truyền thống từ Xuân Diệu, từ Huy Cận ngày xưa. Trước hết, cuộc đời tuy dài thế, thì ở đây ta có thể thấy cuộc đời gợi lên cái quỹ thời gian ngắn ngủi, hữu hạn của mỗi con người. Ở đây ta thấy gợi đến cái cảm giác về sự hữu hạn. Và ngay kể cả đặt trong cái cấu trúc logic của hình tượng thơ, trong câu thơ, cuộc đời tuy dài thế. Thế thì với cái tuy dài thế, ta hiểu rằng có thể dài đấy, nhưng cái vế sau của nó ta vẫn cho thấy, vẫn giúp cho chúng ta hiểu rằng vẫn có một cái gì đấy dài hơn rất nhiều nhiều nữa. Cuộc đời tuy dài thế, nhưng năm tháng vẫn đi qua. Vậy thì năm tháng ở đây là gì nếu không phải là hoán dụ cho cái dòng thời gian vô thủy, vô chung. Là hoán dụ cho cái dòng thời gian vô thủy, vô chung. Nhá. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng cuộc đời tuy dài thế, nhưng năm tháng, thời gian vẫn đi qua cuộc đời. Nối tiếp nhau những cuộc đời. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng như vậy ở đây ta đã nhận thấy một cái đối lập đầu tiên hiện lên trong phạm trù thời gian, đó là cái sự đối lập giữa cái quỹ thời gian ngắn ngủi hữu hạn của đời người với dòng thời gian vô thủy, không có bắt đầu, vô chung, không có kết thúc. Cái vô thủy vô chung của dòng thời gian miên viễn vĩnh hằng, tồn tại ngoài tất cả những cái ý muốn chủ quan hay thậm chí ngoài cả không gian. Thì đây chính là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai, cái ý thứ hai mà ta tìm ra đó là ta hãy quan sát cái phạm trù không gian. Như biển kia dẫu rộng, một lần nữa ta lại thấy với cái cụm từ dẫu rộng,
thì ta đã hiểu rằng biển tuy rộng đấy nhưng cũng vẫn chỉ là một cái gì đấy cũng rất hữu hạn. Thậm chí gợi ra nếu như so với cả cái không gian mênh mông của vũ trụ thì biển kia vẫn nhỏ bé vô cùng. Biển chỉ gợi đến cái cảm giác về sự vô tận khi ta đứng trước nó, nhưng đặt nó trong cái sự đối lập, trong cái sự so sánh với cái không gian của vũ trụ, cái không gian mà những cái đám mây nhỏ nhoi có thể bay từ cái không gian này đến không gian khác, bay từ cái vùng trời này sang vùng trời khác, thì chúng ta thấy rằng một đám mây nhỏ thôi nhưng nó lại là hình ảnh gợi đến cái hành trình phiêu du giữa vũ trụ không cùng không tận. Cho nên ở đây cái nhỏ bé này lại tạo ra một cái tương phản nữa. Cái tương phản thứ hai đó là cái tương phản với cái vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận. Vậy là ở trong khổ thơ thứ 8, chúng ta thấy rằng khi nhắc đến những phạm trù của thời gian như cuộc đời và năm tháng, những phạm trù của không gian như biển và mây trời, nhà thơ đã làm hiện lên những cái suy ngẫm thường là buồn bã, u hoài, ngậm ngùi, tiếc nuối khi con người luôn cảm nhận được cái hữu hạn ngắn ngủi của đời mình, cái nhỏ bé của kiếp người, của thân phận khi đối diện với cái vô thủy vô chung của thời gian, cái vô cùng vô tận của không gian. Thì như vậy đây là cái nội dung thứ nhất mà toát ra từ khổ thơ thứ 8. Một cái nội dung thứ hai mà chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể tìm thấy ở trong khổ 8, vẫn ở trong khổ 8, đó là gì? Thì khổ thơ không chỉ dừng lại với cái cảm giác ngậm ngùi, buồn bã về cái nhỏ bé của kiếp người, cái hữu hạn của đời người, mà chúng ta thấy rằng phải chăng nó, khi mà khổ 8 này đặt trong toàn bộ cả một cái tổng thể của bài thơ Sóng, một bài thơ nói về tình yêu, thì hình như bài thơ còn thấp thoáng một cái cảm giác ngậm ngùi nuối tiếc khác, đó là cuộc đời thì vô cùng vô tận, cái khát vọng tình yêu của con người vĩnh hằng bất tử với thời gian, giống như ở khổ thơ thứ hai, còn biển thì còn sóng, còn con người thì còn khát vọng yêu đương. Vậy mà mỗi cá nhân, mỗi cá thể chúng ta, cái tình yêu của chúng ta, cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi quá. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua. Năm tháng ấy sẽ đi qua cuộc đời, tình yêu ấy cũng có thể đi qua cuộc đời của chúng ta. Cái cảm giác nuối tiếc u hoài ở đây như vậy. Khổ thơ thấp thoáng một cái cảm giác ngậm ngùi, nuối tiếc về sự nhỏ bé của kiếp người, về sự hữu hạn ngắn ngủi của đời người trong không gian, trong thời gian nhé. Thì đó là cái nội dung của khổ 8. Vậy thì đến khổ 9, nếu khổ 8 mở ra vấn đề thì khổ 9 chính là cái giải quyết vấn đề. Nếu khổ 8 mở ra những trăn trở, những ngậm ngùi, u hoài, nuối tiếc thì khổ 9 chính là giải pháp mà thi nhân đưa đến cho chúng ta. Chúng ta sẽ sống như thế nào, yêu như thế nào trong cái hữu hạn của đời người, trong cái nhỏ bé của mỗi kiếp người đây. Như vậy là ở đây kết thúc khổ 6, nhà thơ đã đem đến cho chúng ta cái cảm giác gieo vào lòng người đọc cái cảm giác ngậm ngùi, u hoài, buồn bã và tiếc nuối trước cái vô cùng vô tận của không gian, trước cái vô thủy vô chung của thời gian, thì đời người, kiếp người và tình yêu của con người sao nhỏ bé đến thế, sao ngắn ngủi đến thế. Và chúng ta thấy là cái cảm giác này là cái cảm giác đã từng xuất hiện, thậm chí là rất thường xuất hiện trong thơ của Xuân Diệu hay là Huy Cận ngày xưa trong thời thơ mới. Và chúng ta thấy rằng đã hơn một lần Xuân Diệu bộc lộ cái nỗi u hoài của mình, cái ngậm ngùi của mình, cái tiếc nuối và thậm chí là trong cảm giác cuống quýt về thời gian. Và chúng ta thấy là rất nhiều lần Xuân Diệu đề ra cái giải pháp khi đối diện với cái thời gian ấy. Như vậy là kết thúc cái khổ 8 thì nhà thơ Xuân Quỳnh đã gieo vào lòng người đọc một cảm giác ngậm ngùi, buồn bã, nuối tiếc, u hoài về sự hữu hạn, về sự nhỏ bé của kiếp người, đời người và thậm chí là của tình yêu nữa. Cảm giác về sự hữu hạn thường khiến cho con người buồn bã tiếc nuối, đó là một quy luật trong xúc cảm.
Và ngày xưa Xuân Diệu cũng đã từng, thậm chí từng sợ chính cái hữu hạn của lòng mình. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn. Và ông đã từng dục dã, nhanh lên chứ, vội vàng lên mấy chứ, em ơi tình non sắp già rồi. Thế và chúng ta thấy là để chiến thắng được cái hữu hạn ấy thì Xuân Diệu đã tìm đến một cái giải pháp. Đó là cái giải pháp rất mạnh mẽ, rất nam tính. Cái giải pháp tận hưởng và chiếm lĩnh khi còn có thể. Chúng ta hãy nhớ đến cái nội dung, cái thông điệp trong khổ cuối, trong cái đoạn cuối cùng của bài thơ Vội Vàng. Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn, ta muốn riết mây đưa và gió lượn, ta muốn say cánh bướm với tình yêu, ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều, vân vân. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái giải pháp ấy đã được hiện hữu trong một loạt, một cái hệ thống của những động từ gấp gáp, mạnh mẽ với cái khát khao chiếm lĩnh và tận hưởng khi còn có thể. Đó là những ôm, những riết, những thâu, những say, những cắn. Hỡi Xuân Hồng, ta muốn cắn vào ngươi. Một cái sự chiếm lĩnh tận hưởng tuyệt đối nhá. Và đó chính là một giải pháp của Xuân Diệu. Bây giờ ta sẽ sang đến khổ 9 trong bài 6 của Xuân Quỳnh, để thấy xem là đối lập với, khác với cái giải pháp mạnh mẽ của nhà thơ Xuân Diệu. Cái giải pháp đó là đưa đi đến để chiến thắng cái hữu hạn kia, cái nhỏ bé kia của thời gian, của kiếp người, của năm tháng, của tình yêu. Thì nhà thơ Xuân Diệu đã tìm đến với cái giải pháp đó là chiếm lĩnh tận hưởng. Nhưng Xuân Quỳnh thì bà đã đến với một cái giải pháp như thế nào? Chúng ta sẽ đến với khổ thơ thứ 9. Làm sao được tan ra? Làm sao được tan ra? Câu thơ mở đầu cho khổ 9 gợi ra một cái khát khao mãnh liệt trong một cái cấu trúc nghi vấn cầu khiến, ra diết thiết tha vô cùng. Làm sao được tan ra? Bản thân hai chữ tan ra đã bao hàm một cảm giác của sự hy sinh. Như vậy ở đây ta đã thấy rất rõ cái một cái giải pháp đầu tiên được hiện hữu, đó là hy sinh. Tan ra tức là hy sinh rồi. Khi con sóng tan ra thì đã hy sinh chính bản thân mình rồi. Và ta hãy xem cái sự hy sinh này được đẩy đến như thế nào, và để đạt đến cái đích như thế nào. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ. Giữa biển lớn tình yêu. Để ngàn năm còn vỗ. Làm sao được tan ra lại thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu. Những con sóng nhỏ tan hòa vào với đại dương mênh mông, với biển lớn mênh mông của gì? Của tình yêu. Vậy thì cái tan ra trong tình yêu này thực chất đó là gì? Đó là sự hy sinh trong tình yêu. Vậy sự hy sinh trong tình yêu mà lại được hiện hữu trong hình ảnh những con sóng nhỏ tan hòa trong đại dương mênh mông, thì ta hiểu đó là gì? Đó là sống hết mình. Đó là yêu hết mình. Là dâng hiến. Đây chính là một cái khát khao dâng hiến trọn vẹn cho tình yêu. Vậy thì tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu chính là cái khao khát được hy sinh. Cái khao khát được sống hết mình, được yêu hết mình, được dâng hiến trọn vẹn, tuyệt đối cho tình yêu của mình nhá. Thế thì cái khát khao được hy sinh, được dâng hiến tuyệt đối trọn vẹn cho tình yêu, ta thấy nó mang rất đậm cái nữ tính. Và nó trái ngược hoàn toàn với cái khát khao được chiếm lĩnh và tận hưởng của Xuân Diệu trong tình yêu, trong cuộc đời. Thì ở đây, tuy nhiên, với cái khát khao hy sinh và dâng hiến này thì Xuân Diệu đã đem đến một cái cảm nhận thật bất ngờ. Tức là thật ra nó là một cái phát hiện thật tuyệt vời khi con người hy sinh và dâng hiến trọn vẹn. Chúng ta hay thấy có cái cặp phạm trù, đó là cho và nhận. Thế thì khi mà hy sinh và dâng hiến, ta có tan đi mất không? Ta có mất, tự triệt tiêu mình không? Tự hủy diệt tình yêu của mình không? Thì hình tượng thơ đã làm hiện hữu một điều thật kỳ diệu. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ
giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Các em lưu ý hai cụm từ mà cô gạch hai cái gạch ở dưới này, biển lớn và ngàn năm. Biển lớn gợi ra cái không gian mênh mông, một phạm trù của không gian. Ngàn năm có thể coi lại là một lần nữa gợi ra cái hoán dụ cho thời gian. Ở đây nếu biển lớn có thể đem đến một cái hoán dụ cho cái vô cùng vô tận của không gian, thì ngàn năm lại là một cái hoán dụ cho cái vô thủy vô chung, vĩnh cửu vĩnh hằng của thời gian. Và đó chính là điều tuyệt vời nhất. Khi con người hy sinh trọn vẹn cho tình yêu, dâng hiến tuyệt đối cho tình yêu, thì tình yêu ấy sẽ hòa nhập vào với cái mênh mông không cùng của vũ trụ, để bất tử vĩnh hằng trong thời gian. Vậy là ở đây ta sẽ thấy rằng chính từ xuất phát từ cái cảm giác buồn bã về sự hữu hạn, thì Xuân Quỳnh đã làm được điều kỳ diệu nhất, đó là bất tử là vĩnh viễn hóa tình yêu của trái tim mình. Và có lẽ đây là một cái món quà mà cuộc đời sẽ dành tặng cho những người con gái, những người phụ nữ biết hy sinh, dám hy sinh, dũng cảm hy sinh và dâng hiến trọn vẹn cho tình yêu. Khi hy sinh và dâng hiến trọn vẹn cho tình yêu thì tình yêu ấy sẽ hòa vào với cái mênh mông của không gian, tan hòa vào với cái không gian mênh mông của không gian biển lớn và bất tử với cái ngàn năm vĩnh hằng của thời gian. Như vậy đây là một cách nhà thơ vĩnh viễn hóa tình yêu của mình. Và như thế có nghĩa là với cái giải pháp hy sinh và dâng hiến thì nhà thơ Xuân Quỳnh đã chiến thắng được cái cảm giác u hoài, ngậm ngùi, buồn bã, tiếc nuối trước cái hữu hạn ngắn ngủi của đời người, trước cái nhỏ bé của kiếp người. Khi bà đã vĩnh viễn hóa, bất tử hóa tình yêu. Và trong một cái ý thơ, một cái tứ thơ của một bài thơ khác thì Xuân Quỳnh cũng đã khẳng định cái điều đó, cái điều kỳ diệu trong tình yêu, cái khát vọng cao đẹp của một người phụ nữ dám hy sinh và dâng hiến trọn vẹn cho tình yêu sẽ khiến cho tình yêu của mình được bất tử như thế nào. Đó là trong cái ý thơ, trong khổ cuối của bài tự hát: em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường ai chẳng có, vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Như vậy tình yêu thậm chí còn dài hơn cả đời người, bất tử với thời gian, với năm tháng. Thì như vậy chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ 9 khổ thơ trong bài Sóng của Xuân Quỳnh. Và bây giờ cô sẽ giúp các em tổng kết lại những cái nét cơ bản nhất về giá trị, nghệ thuật và nội dung của bài thơ. Chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng, phần C, tức là kết luận. Cái phần kết này là cô sẽ giúp các em tổng kết lại một cách cơ bản nhất những cái đơn vị kiến thức mà chúng ta đã tìm hiểu, và tập trung vào hai bình diện. Thứ nhất đó là cái giá trị nghệ thuật của bài thơ. Có thể thấy rằng là bài thơ này là một cái thành công khi thể hiện những cái đặc sắc nghệ thuật rất tinh tế, rất linh hoạt và rất Xuân Quỳnh. Thì ở đây tác giả đã sử dụng rất nhiều những ẩn dụ, những hoán dụ tinh tế nhất. Và thêm nữa, tức là một cái giá trị nghệ thuật đặc sắc mà chúng ta đã nói trong cái phần khái quát ấy, tức là tạo ra một cái kết cấu hình tượng song hành. Kết cấu hình tượng song hành rất linh hoạt, và nó đưa đến những cái liên tưởng, những cái suy ngẫm thật sâu xa. Đó là cái hình tượng, cặp đôi hình tượng Sóng và Em mà chúng ta đã tìm hiểu ở ngay từ đầu bài thơ. Sử dụng những ẩn dụ, hoán dụ rất tinh tế, và sử dụng cái cặp đôi hình tượng song hành, ứng chiếu để làm rõ hơn, sâu hơn cho cái thông điệp tình yêu trong bài thơ này. Cái thứ ba, một điều này rất quan trọng nữa về cái giá trị nghệ thuật: bài thơ mang tên Sóng. Và một cái yếu tố nghệ thuật mà ta không thể bỏ qua trong bài thơ đó chính là đây là bài thơ vô cùng giàu nhạc tính. Rất giàu nhạc tính. Ta có thể thấy cái âm hưởng, cái nhạc điệu tuyệt vời của bài thơ gợi ra âm thanh của tiếng sóng. Và không chỉ là sóng biển, đó cũng chính là âm thanh của tiếng sóng lòng. Thế cái nhạc tính của bài thơ này đã được tạo ra bởi những điều gì?
Chúng ta có thể thấy thứ nhất là bằng cái nhịp, nhịp của câu thơ, của từng câu thơ. Có một cái điều đặc biệt, đây là cái thơ, bài thơ này được viết theo thể thơ thất ngôn. Và những câu thơ thì hầu như là không ngắt nhịp. Điều này cô cũng đã nói phần đầu rồi. Trong bài thơ nếu mà thực chi ly ra thì ta chỉ thấy có 3 câu thơ ngắt nhịp. Đó là 2 câu đầu, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ. Và một câu nữa ở trong khổ 3, đó là trước muôn trùng sóng biển em nghĩ về anh, em, buộc phải ngắt nhịp. Đấy, hai chữ anh và em thì phải ngắt ra. Thì còn như vậy là bài thơ này, ngay cái yếu tố nhịp của nó, những câu thơ hầu như là không ngắt nhịp. Nó đã gợi ra, có một cái giá trị là gợi tả hình ảnh những con sóng. Nó cứ ảo ạt, liên tiếp, xô bờ. Những cái con sóng trào dâng, cuộn trào trên mặt đại dương và trong lòng đại dương. Đấy, ảo ạt, xô vào bờ. Đấy. Thì thứ nhất là không có nhịp ngắt, khiến cho cái hình tượng thơ nó cứ nối tiếp nhau, như làm tái hiện mô phỏng hình ảnh của những con sóng. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai là cái sự đắp đổi các cái yếu tố thanh, thanh, bằng và chắc ở cuối mỗi nhịp nếu như có ngắt, và cuối mỗi câu thơ trong các khổ thơ. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, đấy, chắc, bằng, nơi nào em cũng nghĩ, chắc, hướng về anh một phương, bằng. Cứ như thế nối tiếp, những cái thanh bằng chắc nó cứ đắp đổi nhau, luân phiên nhau trong các cái khổ thơ. Cuối mỗi khổ thơ, cuối mỗi câu thơ, nó như gợi ra cái dạt dào của những con sóng miên man nối tiếp, xô đuổi nhau. Thế rồi còn có một điều này nữa, đó là nó cũng tạo nên cái nhạc tính của bài thơ, đó là yếu tố điệp. Ở đây bài thơ tác giả đã sử dụng một cách phong phú nhất, linh diệu nhất các cái điệp, điệp từ, điệp ngữ, điệp âm, điệp vần và điệp cấu trúc cú pháp. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam. Hay là ngay ở cái khổ 8 mà chúng ta vừa nói, cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, lại điệp lại với đằng hai câu cuối, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Đấy. Những cái cấu trúc cú pháp nó cứ điệp lại như thế. Vậy là những yếu tố điệp, những cái hình tượng ngôn từ nó cứ điệp lại ở trong cái đoạn thơ này, trong cả cái bài thơ này, nó đã có một cái giá trị tuyệt vời để tạo ra cái âm hưởng trùng điệp của những con sóng nối tiếp nhau trên biển. Ngoài ra còn chúng ta thấy là trở lại với cái thứ hai này này, cái kết cấu hình tượng lúc nãy cô mới chỉ dừng lại về mặt ý nghĩa thôi, nhá. Tức là ở đây có hai hình tượng sóng và em, nó cứ song hành, nó cứ vận động song hành từ đầu đến cuối bài thơ, nó bổ sung cho nhau, soi chiếu cho nhau, cộng hưởng vào nhau để tạo nên cái ý nghĩa ngôn từ và hình tượng. Tuy nhiên bản thân cái kết cấu hình tượng ở đây nó cũng có cái giá trị tạo nên nhạc tính. Đó là có những cái cặp hình tượng sóng đôi. Ví dụ như sóng và em, đó là một cặp hình tượng, nó bao trùm xuyên suốt từ đầu đến cuối bài. Nhưng còn có những cặp hình tượng nữa, đó là cặp hình tượng của thời gian đi với không gian. Cứ như thế sóng đôi nhau, nối tiếp nhau, và nó gợi ra cái cảm giác, đây cũng lại là một cảm giác rất tượng hình. Từ cái hình tượng sóng đôi mà đưa đến một cái cảm giác về hình tượng, về gợi hình, thì đây cũng chính là cái tài năng của nhà thơ. Ta có cảm giác như những con sóng xô đuổi nhau, chồm lên nhau, cuốn vào nhau, và từ đầu trôi chảy tới cuối bài thơ. Thì tất cả nó đã tạo nên cái nhạc tính. Còn rất nhiều những yếu tố nữa, nhưng chúng cô tạm thời lẩy ra một vài cái biểu hiện, một vài cái biểu hiện mang tính chất nguyên nhân, tức là những cái yếu tố để tạo nên nhạc tính cho bài thơ này. Và để kết lại thì ta thấy rằng quả thật cái nhạc tính ấy đã gợi ra cái âm hưởng của sóng. Trước hết là của sóng biển, nhưng sau đó chính là cái âm hưởng của sóng lòng. Cái tiếng lòng trong trái tim người phụ nữ khi yêu, khi sôi nổi, dạt dào, trào dâng, khi dịu êm, đằm lắng, sâu xa. Đấy là cái giá trị nghệ thuật. Cái thứ hai là giá trị nội dung. Thì về giá trị nội dung, như cô đã nói trong cái câu khái quát về tác giả, thì thơ Xuân Quỳnh luôn thể hiện cái trái tim của người phụ nữ hồn hậu chân thành,
giàu lòng vị tha và đức hy sinh. Và thứ hai là trong cái cảm xúc thơ, cái xúc cảm thơ của Xuân Quỳnh thì luôn luôn bao hàm hai cái thái cực. Một bên đó là những khát vọng, tình yêu và hạnh phúc mãnh liệt nhất. Một bên là những cái thường trực, những cái linh cảm, dự cảm, mong manh, bất ổn, lo âu. Thì ở đây cái bài thơ Sóng này cũng đã thể hiện một cách chân thực nhất hồn thơ Xuân Quỳnh. Và phần này thì cô đề nghị là các em xem lại cho cô cái phần mà cô đã nói ở khái quát về tác giả trong phần A lớn đầu bài thơ. Thứ hai là cái giá trị nội dung ở đây, cô muốn đề cập đến một cái ý mới. Đó là bài thơ đã thể hiện cái vẻ đẹp vừa truyền thống, vừa hiện đại trong tâm hồn người phụ nữ. Tất nhiên đó là khi yêu. Chúng ta sẽ soi chiếu cái vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong một cái góc độ, trong một bình diện, đó là trong tình yêu. Thế thì ở đây cô giải thích một chút về hai cái từ này, đó là cái vẻ đẹp truyền thống và vẻ đẹp hiện đại. Vẻ đẹp truyền thống vì sao? Vì ta có thể gặp đấy hầu hết những cái phẩm chất muôn đời, từ ngàn đời của người phụ nữ Việt Nam. Đó là thủy chung. Thủy chung trong cái suy nghĩ, thủy chung trong cái nỗi nhớ. Rồi những cái yêu thương, những cái gắn bó, những cái thủy chung, đó là những cái phẩm chất mang tính truyền thống, những vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt. Nhưng bên cạnh đó, song hành với nó và không tách rời khỏi cái truyền thống, đó là cách thể hiện chính những cái truyền thống ấy, những phẩm chất truyền thống ấy, nhưng cách thể hiện thì rất mới, rất hiện đại, rất táo bạo của người phụ nữ Việt Nam thời nay. Đó là những khát vọng, kể cả trong nỗi nhớ cũng thể hiện cái khát vọng mãnh liệt được hướng về người mình yêu. Cái khát vọng được trao gửi, được dâng hiến. Tất cả những cái khát vọng tình yêu, nỗi nhớ, sự thủy chung, cái khát vọng được dâng hiến, hy sinh và bất tử trong tình yêu, đó là những khát vọng được thể hiện một cách mạnh mẽ nhất, táo bạo nhất và rất hiện đại. Như vậy trên đây cô đã tóm tắt lại cho các em những giá trị cơ bản nhất về nghệ thuật và nội dung của bài Sóng, một thi phẩm đặc sắc về tình yêu của Xuân Quỳnh. Xin chúc các em học thật tốt. Xin chào các em.